Anh ơi, cho em hỏi là trong năm 2024 thì top 4 đôi giày bán chạy nhất là những đôi nào ạ? À, xin chào em. Hôm nay anh giới thiệu với em là trong năm 2024 ấy, thì top 4 đôi giày bán chạy nhất trong năm 2024 vừa rồi ấy, thì anh thấy là đôi giày số 1 là đôi giày Fly 5, thì anh thấy số lượng bán được nhiều nhất. Và đến đôi thứ hai là đôi Button 12, là đôi bán giày chạy thứ hai, và đến là đôi Novan Black 4, và thực hiện kế tới là đôi Nitro 2. Thì bốn đôi giày này là đôi bốn đôi giày bán đôi giày chạy bộ hàng ngày bán chạy nhất nhé trong năm 2024. Thì hôm nay anh sẽ giới thiệu từng đôi giày cho em để em có thể để theo dõi nhé. Đây là các bạn, đây là một cái màu của đôi Fly 5 các bạn nhé. Chi tiết đây là đôi Fly 5 vảy vàng. Đôi này hiện tại bây giờ cái dòng này thì bán chạy nhất trên thế giới luôn, và ở Việt Nam luôn. Dòng này thì tiền nhiệm là cái đôi Fly, dung Fly 3, dung Fly 4, và đôi này là dung Fly 5. Tại sao đôi dung Fly 5 này bán chạy nhất trong trên thế giới trên vừa qua, là bởi vì là đôi này có cái, các bạn nhìn là cái cấu hình của đôi này rất là đẹp. Thứ nhất là rất đẹp, phần upper của đôi này rất là dày dày dặn và đi vào rất là êm. Và cái thứ ba là trong dưới cái đế giày của đôi này có thanh carbon thì hỗ trợ lực, làm cho đôi giày có độ nảy và độ êm rất là êm ái, nên là mọi người rất là thích đôi này, đặc biệt là các cái bạn nữ thì cực kỳ thích đôi này, bởi vì đôi này có cái form dáng rất là đẹp. Các bạn có thể nhìn thấy cái form dáng của đôi này rất là đẹp đúng không ạ? Đấy, rất đẹp. Để đôi này thì có đôi này rất tốt, và khi các bạn mới đeo đầu đi ấy, thì hơi trong tranh một chút, nhưng mà khi các bạn đi quen rồi ấy, thì đôi này đi rất là sướng nhé. Đấy. Đấy, mình giới thiệu cái đôi bán chạy nhất trong năm 2024 là đôi Nike Fly 5. Đôi thứ hai mình thấy bán chạy thứ hai rất là nhiều người yêu thích, đây là đôi đôi Button 12. Hôm nay có cái màu đỏ đây, thì giới thiệu cái đôi Button 12 này để các bạn cùng theo dõi nhé. Đây đây là đôi Button 12 này, màu đỏ này. Đế công nghệ đế rất là êm, và thứ hai nữa là ở đôi này ở dưới đế cũng có thanh carbon. Đây các bạn, đây em nhìn thấy thanh carbon không? Đây có ba cái thanh này, 1 2 3 này, ba thanh carbon. Còn ở phía phía dưới phần dưới đế là cái phần Continental này này, đây là cái lực điện cao su của máy bay đấy, cùng hợp tác với Adidas thì làm lớp cao su Continental này rất là bền và vững chân, đi đi rất là vững chân này. Nên là đôi này được được mọi người rất là yêu thích, bởi vì cái lớp đế này, lớp đế rất đặc biệt này, và các bạn thấy cái mẫu này cũng rất là đẹp đúng không ạ? Phần upper của đôi này thì phần upper của đôi này thì hơi mỏng một chút các bạn nhé, nên là sẽ dành cho các bạn chạy tốc độ hơn. Đấy, các bạn thấy là mỏng hơn phần upper của đôi Fly 5 đúng không ạ? Đấy, nhưng mà có cái độ nhẹ rất là tốt đấy. Đấy. Và đôi thứ ba bán chạy nhất trong năm 2024 thì mình sẽ kể đến, đây là đôi Novan Black 4. Đấy các bạn, đây đây đôi Novan Black 4 thì rất nhiều người biết về cái đôi này đúng không ạ? Cực kỳ nhiều người biết cái đôi này, bởi vì đôi này là trước đây là Novan Black 3 các bạn cũng đã rất là yêu thích rồi, thì khi mà sang tôi sản xuất cái Novan Black 4 ấy, mọi người cũng rất là thích. Đôi này thì không có lớp đệm carbon, nhưng đôi này các bạn thấy thấy đế rất là êm này, khi mình nhấn vào đế rất là êm và đế rất là dày. Đế dày đấy như thế này mà không có lớp đệm carbon ấy, thì giúp cho các bạn là chạy chống chấn thương, chống bị chấn thương và chạy rất là êm, đôi chân của bạn rất là vững vững chân. Đôi này cũng là một đôi rất là bền, và cái phần upper của đôi này thì các bạn cũng thấy là cũng khá là dày dặn, tuy không bằng Fly 5 đâu, nhưng mà dày dặn hơn là cái đôi Button 12. Đấy. Phần upper cũng rất là tuyệt vời các bạn đấy, đấy. Và phần lót này, mắt dày này, rất là tuyệt vời. Đấy. Kế đến là mình sẽ giới thiệu với các bạn là đôi thứ tư bán chạy nhất trong năm 2024, thì đây chính là đôi cực kỳ nổi tiếng rồi, mình đã giới thiệu với các bạn rất nhiều về đôi này. Đôi này là đôi
Nitro 2, Puma Nitro 2. Đôi Nitro 2 này có những cái ưu điểm và nhược điểm gì? Ưu điểm của đôi này ấy, thì có cái lực đế rất là êm, các bạn nhìn thấy mình này, mình khi mình ấn vào này thì rất là êm đúng không ạ? Đôi này cũng đặc điểm cũng có lực đế carbon, nhưng mà phần đế phần đế của đôi này khá là bằng, nên khi các bạn đi tiếp xúc ấy, với mặt đất ấy, thì các bạn thấy đôi này đế rất là bằng và các bạn rất là dễ đi, êm dễ đi. Đôi này thì không thể nào bằng được Button 12 hay là như Fly 5 hay là Asics thì cũng ngang ngang Asics thôi, mà Nitro 2 thôi. Nhưng đôi này thì có thiết kế là rất là nhẹ hơn Noam Black 4. Và đôi này khi đi cũng cảm thấy rất là thanh thoát, nên là mọi người cũng rất là yêu thích về đôi này. Thì đây là hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn, đây là 4 đôi giày bán chạy nhất trong năm 2024 nhé. Bây giờ đây là 4 đôi giày có cái size số là giống nhau, đều là size 42, đúng rồi, 42. Đấy, thì mình mới đầu mình sẽ cân lên cái đôi này. Đấy, em mình sẽ cân lên đôi này nhá, để các bạn theo dõi. Đấy, bao nhiêu cân này em? 25,7 ạ. Ừ, 25,7 gram. Ừ, 25,7 gram nhá. Đôi này là 257 gram đúng không? 257 gram. Tức là 257 gram thì bằng bao nhiêu lạng? 257 lạng. 257 gram ấy thì là bằng 0,25 lạng. 0,25 cân, à, 0,25 cân chứ. 2,5 lạng nhé. 2,5 lạng. Đôi này nhé, 252 gram. Để đôi Novan Black 4. Là 253 gram. Thì đôi này với đôi này gần tương đồng nhau, đúng không? Dạ. Đôi này còn nhẹ hơn một chút xíu. Đó, hai đôi thì chỉ tranh lệch nó có 2 gram thôi, thì có như là ngang nhau, hai đôi này ngang nhau này, 253 gram, 55 gram. Đôi Button 12 mình xem, đây là size 42 các bạn nhé, 244,8 gram, nhẹ hơn là rơi khoảng 6 gram đúng không ạ? À, hoặc là nhẹ hơn 9 gram so với cái đôi kia, 9 gram là 11 gram. Xem Fly 5. Fly 5 mình sẽ đoán là nặng nhất rồi, gặp đôi rồi. Đó. Đôi này có khi tắc nên mình sẽ lấy ra từ đôi này. 275 gram. Thì trong 3 đôi ấy, thì đôi Fly 5 là nặng nhất, 275 gram. Đôi Nitro 2 là 255 gram. Và đôi thứ ba là Novan Black 4 là 253 gram, đúng không ạ? Và cái đôi nhẹ nhất của bên trong bốn đôi ấy là chính là đôi Adidas Button 12. Thì các bạn thấy đấy, nếu so sánh Button 12 và Fly 5 thì Button 12 nhẹ hơn Fly 5 là hơn 20 gram đấy, cho một chiếc đấy các bạn ạ. Nên là rất là nhiều người cũng thích, nếu mà chạy tốc độ thì người ta thích Button 12, còn nếu mà chạy chạy dài, muốn êm chân, muốn phần upper tốt thì người ta chọn Novan Black 4 hoặc là Puma Nitro 2 hoặc là Fly 5. Và hôm nay mình chia sẻ một chút về 4 đôi giày bán chạy nhất trong năm 2024. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở lần sau nhé.